đến đến giờ này rồi thì đúng là chả còn ai dùng ắc quy axit nữa anh em ạ. Đấy, ngoài việc là lắp cho hệ thống xe khởi động thôi chứ còn chắc chả ai dùng nữa anh em ạ. Nó quá to và nặng so với cái dòng ắc quy mới này. Anh em đang xem là chiếc ắc quy lithium 12V 50A anh ạ, à 150 anh em nhé, 50A và 3 bình gộp lại thì là 150. Đấy, dòng này nó chỉ nhẹ có 12 cân thôi nhá. Thật sự là nếu mà so với ắc quy nước thì đúng là ắc quy nước chạy tuét le luôn này, không không chống được. Ắc quy nước chỉ có một điểm mạnh duy nhất là nó khởi động khỏe thôi, nhưng bây giờ thì cái câu chuyện khởi động khỏe nó cũng qua rồi anh em ạ, bởi vì các cái dòng pin mới bây giờ nó trang bị khả năng xả cao rất là bốc luôn. Với bình 150 này nó sẽ xả tầm khoảng 300 anh em nhé, 300 mạch xả 300, cực kỳ trâu bò luôn, khỏe cực kỳ. Đấy. Ở cái dòng ắc quy nước ấy thì bình thường anh em biết là sách một nó nặng này, cái bình nước 150 nó tầm khoảng 45 cân đúng không? Thứ hai là bình nước ấy thì thường là nó hay chết ngăn, bởi vì nó không trang bị mạch cân bằng cell. Thì với dòng mới này sẽ trang bị cho anh em cân bằng cell nhé. Cân bằng cell là 6 mạch luôn. Bình thường anh em mua một cái bình 150 này là các đơn vị họ chỉ lắp cho anh em 2 mạch cân bằng thôi, nhưng bên mình lắp cho anh em 6 mạch luôn, đảm bảo là cell cân đét nẹt luôn. Đấy, cực kỳ mạnh luôn. Và sau cân bằng cell xong này đến phần tiếp theo nữa, đó chính là phần mạch bảo vệ này. Đấy, anh em nhìn nhá. Úi giời, quá sáng luôn. Mạch bảo vệ ở đây được trang bị 3 mạch nhá. Bình thường anh em chỉ có một mạch bảo vệ thôi, nó chỉ cho anh em xả tầm 100 đến 200. Thì với series mới này bên mình sẽ trang bị cho anh em 3 mạch nha. Bởi vì nó 3 bình mà. 3 bình thì xả tầm 500A, 600A mắc. Còn xả đỉnh điểm là khoảng 300. Xả đều tầm khoảng 50A một mạch thì xả tầm 150. Đấy, cực khỏe luôn. Quá khỏe. Vỏ mica trong nhá, anh em nhìn ruột thoải mái luôn anh em ở đây. Em nhìn rõ ruột bên trong có cái gì luôn nhá. Cực kỳ tiện luôn. Đây, đảo vòng cho anh em xem. Dây cắm chống cắm ngược luôn nhá. Ở đây mình đang dùng là dây 6 cho đường nạp. Thì lúc anh em nạp nó sẽ được tầm khoảng 30-40A. Thì tốc độ nạp sẽ được tầm khoảng 4 tiếng, 3 tiếng. 3 đến 4 tiếng là sẽ đầy bình này. Nếu mà anh em có sạc nhanh. Còn sạc chậm thì cứ tầm 8 đến 10 tiếng ở đây. Đấy, sạc nhanh thì khoảng 3 tiếng ở đây. Còn đây đường xả này, đường xả dùng dây to này anh em này. Đấy, dây to, dây AWG, dây chống cháy luôn nhá. Siêu khỏe luôn. À, với cái dòng xả mạnh như vậy thì chiếc này phải nói thật sự là rất trâu luôn. Dây chống cắm ngược cộng với cả xả khỏe. Anh em lắp cứ đi kích cá hoặc kích điện hoặc là lắp cái gì đó cũng được, hoặc picnic được, bởi vì với 150A này cung cấp cho anh em tầm khoảng 1000 số điện nhá. 1500 số. À 1500W điện. Đấy, chạy thoải mái. Nó thực tế tầm khoảng 1700 ấy, 1700, 1800 cứ tính 1500 cho dễ tính. Đấy, 1 thế 2 là công suất nó cao hơn thật, nhưng mình cứ tính vừa phải thế thôi. Có đèn luôn nhá anh em à. Báo dung lượng trên này. Đấy, có đèn sáng nhá. Cái đèn này rất là quan trọng đấy, đi tối nhìn này thôi nhưng mà tối sách sẽ thấy tác dụng của đèn, bởi vì rất sáng luôn. Và khả năng kháng nước nhá, đi mưa thì sẽ không sợ, nhưng mà nếu mà đi chìm xuống thì là hỏng anh em. Từ nếu mà chẳng may rơi nước chìm hẳn thì là một lúc là sẽ ngỏm, bởi vì nó chống nước ở mức độ nhẹ nhàng là đi mưa thôi, kháng mưa thôi, không phải kháng nước. Không phải kháng kháng chìm nhá, không phải sạc kháng bơi. Cho nên anh em đi chẳng may nước điếc rơi vào thoải mái, không không sợ đâu. Ngon luôn đấy. Bình hoàn thiện.